Ngày 28 tháng 8, công ty Hồng Hoa Long Đà Nẵng cho biết vừa nhận được thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Trước đó, công ty này đã có đơn gửi Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị giám đốc thẩm bản án hành chính phúc thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đây là công ty đã kiện phường giữ xe trái luật 1.112 ngày, yêu cầu bồi thường 2,7 tỷ. Người bị kiện là Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Theo hồ sơ, diện tích đất rừng sản xuất tại tiểu khu 4A, cầu đôi, phường Hoa Hiệp Bắc được cơ quan có thẩm quyền giao khoán cho vợ chồng bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc. Bà Ngọc có đơn gửi phường đề nghị được khai thác rừng trồng, được sử dụng xe xúc sang gạt đất lở. Phường đã lập tổ công tác và đồng ý cho bà Ngọc được làm. Sau đó, chủ rừng đã ký hợp đồng thuê xe đào với công ty Hồng Hoa Long để sửa đường, khai thác keo ngày 20 tháng 7 năm 2019, phường lập đoàn kiểm tra vì cho rằng công ty Hồng Hoa Long dùng xe máy múc đưa vào rừng sang lấp sai quy định, lập biên bản tạm giữ xe. Theo Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Tòa án hai cấp thành phố Đà Nẵng xác định việc khai thác rừng của bà Ngọc là đúng, việc giữ xe của Phường là trái pháp luật. Buộc Phường phải chấm dứt hành vi trái pháp luật, trả lại xe cho công ty là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. Do Phường giữ xe trái pháp luật nên phải bồi thường số tiền hơn 176 triệu đồng. Về yêu cầu bồi thường thu nhập thực tế bị mất, ngày 19 tháng 8 năm 2019, Hạt Kiểm Lâm quận yêu cầu công ty nhận lại xe và đã giải thích quyền khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại theo quy định, nhưng công ty không đồng ý nhận lại xe là do lỗi của công ty. Tòa hai cấp thành phố Đà Nẵng đã tuyên buộc phường phải bồi thường số tiền để sửa chữa, khôi phục lại xe là hơn 176 triệu đồng. Bồi thường thiệt hại thu thập bị mất hơn 76 triệu đồng là có căn cứ đúng pháp luật vì vậy tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng bác kiến nghị giám đốc thẩm công ty hồng hoa long cho biết từ khi theo đuổi vụ kiện chiếc xe trên cũng bị hư hỏng nặng và phơi nắng mưa từ đó đến nay